Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 24 tháng 7 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể nhấc máy lên, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và buổi tối ngày hôm nay là tối ngày 24 nhá, thì tháng 7 thì bên em lại về ít sản phẩm là Samsung Note 8, Samsung Oppo, Xiaomi và rất nhiều sản phẩm khác để phục vụ các bạn là chơi game, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi, chạy Grab nào, thì bản đồ map nào, nói chung là nổ đơn các kiểu ABC các bạn nhé. Thì hôm nay nhà em lại về ít như rất nhiều sản phẩm Note 8 giá chỉ từ 3.500.000 đến 4.500.000, rất là rẻ, rẻ nhất thị trường nên các bạn yên tâm nhá. Đấy ạ. Và hôm nay sản phẩm nhà mình hôm nay về được 1 này 2 3 4 5 6 7 8 9. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay nhà em còn 9 cây Note 8, thì mình sẽ xả nốt 9 cây này để đi nghỉ mát, để đi chơi, để đi nghỉ biển các bạn nhé. Đấy. Đây, hôm nay nhà mình về được 9 cây Note 9. Thì mình sẽ báo giá và tình trạng từng con máy một. Giá cực kỳ là rẻ thôi nên các bạn yên tâm mua sản phẩm Note 8 bên mình. Note 8 bên mình thì mình giới thiệu sơ qua nhé. Sản phẩm mình là đẹp từ 90% cho đến hơn 90%. Thì là máy, là tất cả nhà mình là máy đều là máy của Hàn Quốc nhé. Mình nhập nguyên chiếc của Hàn Quốc về. Tại vì bên Hàn Quốc thì họ không hay sửa chữa. Thì nên là các bạn Hàn Quốc thì không, họ không hay sửa chữa. Thì các bạn mua về nên cứ yên tâm sử dụng nhé. Nói chung là loại này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, cũng bình thường lỗi vặt ít nhé. Thứ nhất là máy bên mình nhập nguyên chiếc bên Hàn Quốc về, các bạn sử dụng cực kỳ là yên tâm. Đấy, nguyên chiếc về từ Hàn Quốc về các bạn. Nói chung là những máy sản phẩm Việt Nam thì hay bị sửa túm tùm lum tùm la rất là nhiều nhé. Thứ nhất là nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Và thứ hai cho các bạn ấy là sản phẩm là nó bản Hàn này đều tất cả là sẵn là hai SIM rồi các bạn nhé. Các bạn có thể lắp một SIM nghe gọi và một SIM vào mạng các bạn nhé. Note 8 thì các bạn cũng biết rồi. Màn hình con này là thì là màn hình của nó Note 8 ấy. Thì là màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch. Đấy, 6,3 inch nhá. Tràn viền này, các bạn cầm này rất là chắc tay. Và cái lúc mà thời điểm nó mới ra ấy, thì con này thì là Samsung rất chăm chút vào nó. Một thời nó là siêu phẩm mà, nó gần 30 triệu cơ các bạn ạ. Thì các bạn có mua sản phẩm Note 8 này về, các bạn có thể là khoe bạn bè người thân. Các bạn với khoe với giá là 10 triệu thì ai cũng tin thôi. Tại vì lúc mới ra nó đắt các bạn nhé. Thì thứ nhất là đắt và thứ hai là lúc mới ra nó đắt ấy. Nhưng mà bên mình sẽ bán bạn cực kỳ là rẻ. Đắt nên là Samsung họ sẽ nói chung là ấy vào cái màn hình rất nhiều. Họ chu đáo vào cái màn hình rất nhiều. Màn hình con này thì là màn hình nó là 6,3 inch, độ phân giải của nó là 2K nhá. Chứ không như cái màn hình bây giờ, màn hình bây giờ nó toàn là màn hình nói chung là Full HD cộng thôi. Nhưng mà màn của thời Samsung này toàn là màn hình 2K. Đấy. Màn K các bạn xem phim 2K cực kỳ là sướng nhá. Đây mình sẽ vào xem phim 4K này. Phim 4K cho các bạn này. 4K này. Đấy. Đấy. Nói thật các bạn xem phim 4K thì nói thật các bạn không ở đâu mà chê luôn này. Đấy. Tại vì nó quá đẹp luôn này. Các bạn nhìn xem phim 4K này, nghiêng bóng không có độ bóng mờ thì rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Xem phim 4K thì khỏi phải nghĩ luôn. Các bạn nghe nhạc xem phim đấy, xem phim 4K các bạn nét không? Cực kỳ là nét luôn. Đây nghe duyên phận này. Mình sẽ xem duyên phận này. Này. Đấy, các bạn nghe nhạc vàng thì nói thật với các bạn quá là phê luôn. Đây. Đó, nghe nhạc vàng là có cái loa ở bên ngoài đây nhá. Đấy. Đấy, các bạn nghe nhạc vàng thì cực kỳ là phê nhá. Và đây là cổng tai nghe này 3.5 và đây là cổng tai C, sạc tai C nhá. Đấy. Những sản phẩm bên đời mới bây giờ ấy, nó mới ra thì công nhận là cũng đẹp mắt thật. Nhưng mà cái màn hình của nó không bao giờ có độ phân giải là 2K như sản phẩm là Samsung đời ra đi cách đi vài năm nhé. Note 8 thì có hỗ trợ cái bút à, các bạn có thể là viết này, viết vẽ tùy ý các bạn nhé. Đây, viết vẽ này. Đây các bạn có thể là ký tên này. Đấy, rất là đẹp nhé, mình ký tên của mình này. Đấy, xong các bạn làm hình nền được nhé. Đây các bạn có thể lưu. Đấy, các bạn lưu xong các bạn vào làm hình nền cũng được. Hình nền chữ ký của mình được, các bạn nào mà khéo tay ấy. Không biết nó lưu nó viết ở đâu. Lưu nó ở đây sao? Lưu thì hình như là không ở đây sao? Lưu ở mục nào thì mình không rõ đây. Mình kích lưu rồi
mình quên, mình không biết là lưu nó ở lưu này. Cái này thì mình chưa tìm hiểu kỹ lưu nó ở lưu đâu. Đấy rất là nhạy, tại vì cái bút của nó rất sướng, đấy, bút nó suýt cực kỳ là nhạy, rất nhẹ nhàng nhé, vuốt rất nhẹ nhàng đấy, nó tàm đấy ạ. Màn hình là độ phân giải 2K, đấy, bản Hàn 2 sim 2 sóng, nên là các bạn yên tâm sử dụng nhé. Một các bạn phải chạy một sim vào mạng và một sim nghe gọi rất ok nhá, nó tàm đấy ạ. Thì hôm nay nhà mình về được 9 con và mình sẽ báo giá từng chặng con một nhá. Đây, nó tàm thì hai camera này, một đèn flash này và đây là vân tay này. Nó tàm thì mở rất nhiều tính năng nhé. Có nhiều tính năng lắm, các bạn có thể là mua về trải nghiệm hoặc các bạn có thể làm bản đồ chạy game cũng được nhé. Nhiều người mua con này về chạy game cực kỳ là sướng ạ. Đây ạ, nó có tính năng mở khóa, rất nhiều tính năng đấy. Tính năng mở khóa có nhận khuôn mặt này, mống mắt, vân tay này. Các bạn có thể là gắn trên xe hơi thay vì mua một màn hình Android. Đấy, các bạn có thể là gắn trên xe hơi, các bạn mua một cái kẹp ấy, kẹp điện thoại. Bạn nào mà đi xe hơi các bạn có thể là kẹp điện thoại này. Các bạn có thể kích vào kẹp điện thoại, mình sẽ bật định vị lên. Đấy, các bạn có thể là kích vào xe hơi. Đấy. Đấy, và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình nhé. Đấy. Đây. Và đây địa chỉ cửa hàng mình đây. Địa chỉ cửa hàng mình là Văn Phú Mobilia đây. Yes Channel. Đấy, đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình nhé. Sẽ có trên bản đồ map nhé. Đấy. Các bạn có thể là gắn trên gì nhỉ? Gắn trên xe hơi để các bạn có thể là đi chỉ đâu, đi đấy các kiểu cũng được nhé. Hoặc các bạn mà chạy Grab các bạn để ngoài đường được, tại vì màn hình Samsung này nó ở ngoài đường thì hiển thị rất là tốt, rất là sắc nét. Đấy, nó có hỗ trợ màn hình hiển thị ngoài đường mà rất là sắc nét nhé, rất là ok. Đấy, rất là sắc nét, hiển thị ngoài đường rất là ok. Đấy. Đấy, các bạn hiển thị ngoài đường thì nó sẽ với các bạn quá là phê, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn ngoài đường thì các bạn nói thật, các bạn này các bạn ấy ngoài đường thì không bao giờ chê luôn, cực kỳ là phê nhé. Chạy Uber Grab, nhiều các bạn mà Grab mà cũng gì nhỉ, nhiều các bạn mà Grab ấy thì cũng nói cho mình là những cái bọn này mà nổ đơn cực kỳ là nhanh. Ví dụ bình thường một cái máy bình thường nó chỉ nổ được một đơn, nhưng mà cái con Grab này thì cái con nó 8 này các bạn có thể là nhảy, có khi nhảy được 2-3 đơn cơ. Cái con này số 1 nhá, số 1 này mình sẽ báo tình trạng từng con một nhá. Con này thì là máy cũng đẹp nhá, đẹp là trên 90% các bạn nhá. Nó 8 số 1 này đẹp trên 90% này. Tình trạng là mình màn bị ám hồng nhé. Đây, màn bị ám hồng. Quên, mình tắt mất cái thông báo. Mình bật cái thông báo. Đây, màn hình này. Đây, đây. Màn bị ám hồng nhé. Màn bị ám hồng nhé. Các bạn mà không muốn nhìn thấy màn ám này, các bạn có thể là vào đây ạ. Vào cài đặt để các bạn có thể là kích vào đây ạ. Đấy, thì các bạn thích vào ban đêm đây ạ. Đấy. Như vậy thì các bạn sẽ hết nhìn thấy màn ám rất là sướng, rất là ok ạ. Đấy, các bạn vào đây là hết màn ám này, các bạn kích vào gọi, đấy cũng hết màn ám nhé. Đấy là hết luôn màn ám nhé. Còn ví dụ mà camera thì trước sau thì nó cũng đây, camera này, đấy, camera cực kỳ là sắc nét nhé. Camera trước của nó hơi hồng một chút ấy, thì các bạn có thể là kích vào đây, sau các bạn kích ra bên này, đấy, chỉnh màu nhé, đây, đấy các bạn chỉnh màu đây, đấy, đây là màu trắng nhé, trắng sáng luôn này, đấy, đấy, fix camera cực kỳ là đơn giản đấy ạ. Chạy sướng lắm. Con này của nó là RAM, bản này là bản RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. RAM 6GB này. Đấy, với con RAM 6GB các bạn tác vụ cực kỳ là tuyệt vời. Nói chung là gánh quá là ok nhé. RAM 6GB đấy ạ. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con số 1 này, màn bị ám hồng này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhé. Cực kỳ là rẻ nhé. Giá rẻ nhất Việt Nam nên các bạn yên tâm nhé. 3.500.000. Nói thật với các bạn mua những sản phẩm này các bạn đi bán không bao giờ lỗ. Nói thật với các bạn, lỗ mà lỗ cực kỳ là ít, có khi các bạn bán cho bạn bè người thân các bạn có thể có kiểu lãi cơ. Đấy, con số 1 là 3.500.000. Đấy, hôm nay nhà mình chắc cũng có mấy mẫu 3.500.000 cho các bạn đấy. Con này là con số 2 này. Mình xem tình trạng cho các bạn nhé. Con này thì hình thức của máy cũng đẹp là trên 90%. Đấy, trên 90%. Con này thì màn cũng bị ám hồng nhá. Đây, ám hồng, các bạn thích không nhìn thấy ám hồng, bạn phải mặc màu đen này. Thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. 3.500.000. Cái con số 2 này các bạn nhá, 3.500.000. Đấy, và con số 3 này thì mình sẽ xem cho các bạn. Đấy. Đây, con này thì màn hình cũng bị ám hồng một chút này. Cũng vừa thôi chứ không phải là ám hồng quá đâu. Đây. Cực kỳ là ok, các bạn có thể vào màn hình này,
các bạn kích màn hình đen này. Đấy, các bạn nhìn hết ám hồng luôn nhé. Không có gì thì rất là ok, rất là tiện lợi. Con số 3 này thì bên mình đang bán các bạn với giá, cũng với giá là 3.500.000. Mình sẽ xem con này bao nhiêu ghi nhé. Mình quên, hầu như cái lô này của mình 64 ghi ấy. 256 thì mình đã lọc riêng rồi, thì mình cũng làm mình biết mà. Hầu như là 64 ghi sao ạ. Đấy, 3.500.000. Đấy, 3.500.000 các bạn đã sở hữu Note 8 rồi. Một thời siêu phẩm, chỉ với những con nhà giàu mới được sử dụng thôi. Nhưng bây giờ các bạn lao động phổ thông các bạn có thể dùng rất ok ạ. Con này số 3 này. 3.000.000 này. 500.000. Bây giờ các bạn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 ấy, hoặc là các bạn sinh viên dùng rất tuyệt vời. Hoặc nhà các bạn mà có thứ nhất là các bạn có người yêu này, bà xã này, hoặc là con gái ấy, thì các bạn có thể là mua sản phẩm này về tặng cho ông bà bố mẹ người thân, hoặc là con gái, hoặc là người yêu bà xã cũng rất là tuyệt vời. Tại vì Note 8 này thì dùng rất là đẹp nhé, thiết kế cực kỳ là vuông vắn này. Thứ nhất là không phải là vuông, mà thứ hai là bo tròn các cạnh rất là đẹp. Đấy, thiết kế cực kỳ là ok. Con số 3 này cũng là 3.500.000 các bạn mang đi bán ấy. Các bạn dùng chán chê các bạn mang đi bán, thì thật với các bạn không bao giờ lỗ nhiều, mình khẳng định với các bạn. Các bạn mua đời mới bây giờ ấy, các bạn đi bán phải lỗ một nửa nhé. Đấy. Này. Và con này con số 4 ấy, con này số 4 thì là màn đẹp hơn một chút ạ. Này, con này chỉ là ám gọi là ám hồng nhưng mà nhẹ hơn một chút nhé. Con này ám hồng nhẹ hơn một chút, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000 nhá. Đấy, con này là màn đẹp hơn nhá. Con này là 3.600.000 nhá. Con số 4 là 3.600.000. Hình thức cũng đẹp là trên 90%. Đấy. 3.600.000 này. Đấy, con số 4 nhá. Số 4 là 3.600.000 cho các bạn nhé. Đấy. Đây. Mình có 9 con mà. Con này là con số 5. Đấy. Đây, máy rất là đẹp. Con này là con số 5. Đây. Con này thì là màn đẹp nhá. Con này là màn đẹp nhá. Gọi là ám, gọi là để nói nhìn ám nhá. Mình là thợ, mình nhìn ám chỉ nhẹ tí thôi. Con này chỉ ám nhẹ tí thôi nhá. Hơi một tí thôi nhá. Con này chỉ màn hàm hơi mà một tí thôi các bạn nhé. Thì mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu ghi. Con này sẽ là bản con này sẽ là bản bao nhiêu ghi ạ. Đấy, con này là bản RAM 4 à RAM 6 ghi. Bộ nhớ trong con này là 64 ghi nhé. Con này là bản RAM bản 64 ghi nhé. Hình thức con này là máy đẹp là gì nhỉ? Trên 90% ạ. Con này thì bên mình đang bán mạng giá là 4.500.000 nhá. Con này là 4.500.000 nhá. Các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Thì còn đâu là rất là đẹp nhé. Đấy. Nói chung những sản phẩm Samsung Note 8 nào lúc nào cũng ám cơ. Con nào thì cũng ám thôi. Nhưng mà mừng thức ám như nào thôi. Con này con số 5 này. 4.000.000 này. 500.000 này. Đấy. Đấy. Con này là ám cực kỳ là nhẹ. Hình như là không có luôn các bạn nhé. Đây. Không có luôn. Đấy. Cực kỳ là nhẹ. Các bạn phải nhìn kỹ mới thấy cơ. Đấy, nói chung là số 4 này à số 5 này là 4.500.000 các bạn nhá. Và con số 6 này. Đây ạ. Này, con số 6 này cũng thế nhá. Con số 6 này hình thức cũng khá là đẹp này. Đấy. Con này thì gọi là cũng ám, gọi là ám cực kỳ là nhẹ nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500.000 đấy ạ. Đấy, 4.500.000. Đây. Con này là con số 6 này, 4.500.000. Nhà mình cũng không còn mấy nữa đâu các bạn nhé. Lốt nô này thì mình cũng hết rồi. Số 6 này 4.000.000 này. 500.000 này. RAM 6GB bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Đấy. Rất là đẹp ạ. Ui và con này thì màu gold đẹp lắm. Màu gold đẹp keng luôn này. Đấy, đẹp keng luôn. Đấy. Màn hình con này cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, màn hình con này cực kỳ là đẹp luôn này. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.600.000 nhé. Đấy, màn hình con này đẹp nhất luôn nhá. 4.600.000 nhá, màu gold nhá các bạn nhá. Đấy, 4.600.000. Đây màn hình nhỉ, các bạn nhìn chưa? Đẹp lung linh. Lung linh luôn. Đấy, về lắp 4.600.000 nhá, đẹp đẹp. Vàng như kiểu cục vàng luôn các bạn. 4.600.000, con này đẹp nhất nhá. Của nhà mình tối ngày hôm nay nhá. Đấy, con này là con số 7 này. 4.000.000 này. 600.000 đấy, rất là rẻ cho các bạn ạ. Và con này là con số 7, con này là số 8 nhé. Mình sẽ xem con này bao nhiêu ghi.
64GB, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Con này thì hình thức cũng rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Đẹp keng xà beng luôn này. Màu đen nhá, con này màu đen. Con này thì là màn hình chỉ bị ám nhẹ thôi các bạn nhé. À, ám nhẹ thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy. Này, ám nhẹ thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu đồng nhá. Đấy, con này màu đen bên mình đang bán bạn với giá là 4 triệu đồng đấy ạ. Đấy, màu đen rất là đẹp đấy, 4 triệu nhá. Con này chỉ là ám nhẹ nhá, 4 triệu này. Con màu đen này 4 triệu nhá. Con này là con số 8, 4 triệu ạ. Cho các bạn nhá, cực kỳ là rẻ rồi. Nó tá các bạn bây giờ quá là rẻ rồi. Số 8 này 4 triệu. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình đều lỗi đổi 1 tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Các bạn nào gần có thể liên hệ qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Còn Hà Nội thì mình sẽ ship trong ngày cho các bạn nhá, khu vực Hà Nội. Còn đây địa chỉ số này mình dùng Zalo và đây là hai số liên hệ nhà mình nhá. Đấy. Bạn nào gần có thể qua trực tiếp nhà mình để xem máy và mua máy cũng được ạ. Đấy. Đấy. Con này thì cũng 4 triệu nhá. Đấy. Mình sẽ xem con này bao nhiêu ghi đã. Mình quên chưa xem này. Biết đâu này là 128 ghi, 256 ghi sao. Mà con này là 64GB nhá, RAM 6GB nhà mình một tất mình là 64GB nhá. Con này thì cũng màn hình chỉ là ám nhẹ nhá. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 4 triệu nhá. 4 triệu màu đen này, đẹp. Đẹp lắm. Đẹp đẹp đẹp. Như nồi canh luôn. Con này là con số 9 nhá, là 4 triệu nhá. Đây. Nhà mình thì có báo giá trực tiếp rồi. À, bạn nào ưng số nào thì các bạn nhấc máy lên, liên hệ qua số 2 số hot là mình nhá, không phải ngại đâu ạ. Các bạn liên hệ cho bên mình. Nói chung là không mua cũng không sao các bạn nhé. Con này là con số 9 này, 4 triệu này. Đấy. Đấy. Hoặc các bạn cũng phải vào xem clip của mình cho vui cũng được, không sao nhé. Mua không mua cũng được mà, chứ mình không phải bắt các bạn mua đâu nhé. Đây mình sẽ báo giá trực tiếp cho bạn từng con này nhá. Bạn nào thích số nào các bạn liên hệ số hot này mình để đặt hàng nhé. Đấy. Và tiếp đến là con S8 này. Con S8 thì là màn hình thì hơi bị ám một chút nhé. Này. Hơi bị ám một chút. Con này thì mình bán với giá là 2 triệu 9 nhé. S8 á. Con này thì bản 2 sim ạ. Đấy. Con này là bản công ty 2 sim này. Con S8 con này là bản công ty 2 sim. Con này thì bị hơi bị ám hồng một chút. Đấy. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu 900k nhé. Con S8 này. Samsung S8. RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhé. RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90% cho các bạn nhé. S8 đi ạ. S8 màu đen này dùng sướng, đẹp ạ. Đấy, iPhone 7 này, hôm nay nhà mình có iPhone 7. iPhone 7 thì con này là 3 triệu nhé. iPhone 7 32GB ạ. Đây. iPhone 7 32GB. Đây, iPhone 7 32GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng nhé. Hình thức là máy đẹp còn trên 90% các bạn nhé. iPhone 7 đấy ạ. Đấy, iPhone 7 màu gold nhé, 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng. Main zin, màn zin, pin mình đã thay mới cho các bạn đấy nhé. Nên các bạn cứ yên tâm về mua về là thao sử dụng nhé. iPhone 7 đấy ạ. Và đây là 6S ạ. Đây là 6S 32GB ạ. 6S 32GB này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là đợt sẽ con này đẹp không ạ. Con này thì mình cũng đã thay pin mới cho các bạn đấy nhá. 6S 32GB đấy ạ. Đấy, 6S 32GB. Hình thức cũng khá là đẹp ạ. Đẹp là trên 90%. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 300k nhá. 2 triệu 300k sản phẩm 6S 32GB đấy ạ. Đây. Hình thức cũng khá là đẹp nhá. Hình thức là đẹp là trên 90% đấy, 6S 32GB nhá. À, tất cả là máy bình thường nhá, vân chân vân tay đủ. Pin mình đã thay mới cho các bạn nên các bạn yên tâm ạ. 6S 32GB đấy ạ. Con này là 2 triệu 300k nhá. Đấy, giá lợn chết cho anh em nhá. Thì mình sẽ bỏ cái biển ra đây ạ. Đây là chất máy lên, tại vì mình nhiều máy quá. Hôm nay nhà mình nhiều máy. ABS. ABS thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 2 con này nhá. Đấy, ABS thì các bạn cũng đã rõ rồi. ABS thì hai con này đều là bản RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 16GB. Đấy, ABS. Pin thì là hơn 4.000, màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền, tai trâu, tai bò. À, con này thì 1 triệu 7 này và một con này là 1 triệu 650k nhá. Con này đẹp là trên 90% và con này đẹp là 90% nhá. Đấy, Oppo A7S đấy ạ.
Đấy, hai con này thì máy zin nguyên bản nhá, nên các bạn yên tâm về sử dụng nhá. Và thao hồ đập phá nha, các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân. Nói chung là không đâu rẻ bằng con điện thoại cũ này nhá. Đấy. Rẻ bằng điện thoại cũ này. Oppo A7s 1.7 này và 1.650k nhá. Cực kỳ là rẻ nhá. Và đây là con A7 này, con này là A7 2018. Con này là bản Hàn Quốc nhá. Đấy, con này là bản Hàn một SIM. A7 2018 này, hình thức máy còn đẹp là 90% nha các bạn nhé. A7 2018, con này là bản Hàn Quốc. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. A7 2018 bản Hàn Quốc một SIM. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500k nhá. 2.500k bản A7 2018 đấy ạ. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, bản Hàn Quốc một SIM nhá. Máy hình thức là đẹp là trên 90% như các bạn nhá. Máy màu xanh rất là đẹp đấy ạ. Đấy, A7 2018 đấy nhá. Đấy, cho các bạn nhá. Và đây là con Note 5. Note 5 thì nhà mình hôm nay về được một con màu gray này. Con này thì là 2.3 nhá. Note 5 màu gray này hình thức là máy đẹp là 90% đấy ạ. Note 5 này thì màn hình của nó là 5.7 inch. Đấy, màn hình độ phân giải 2K, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Note 5 này màu gray. 2.300k cho các bạn nhá. Note 5 nhà mình còn về hôm nay về được một chiếc này nhá. Note 5 này rất là rẻ. Và con này là con gì nhỉ? Z4 Plus này. À con này, con xin lỗi con này. Mình xem con này Samsung gì. Z không phải Z4 đâu. Con này là Samsung Z6 cộng này. Z6 cộng, con này là bản công ty 2 SIM. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.1 triệu nhé. Z6 Plus ấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì hình thức là máy đẹp là 90% ạ. Z6 Plus, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.100k nhá. Đấy, cực kỳ là rẻ đấy. Lúc thời điểm mới ra 4-5 triệu bạc. Bây giờ chỉ với giá là 2.1 triệu nhá, rất là rẻ cho các bạn nhé. Đây, nhà mình có một đôi này thì cực kỳ là rẻ. Con này là con gì nhỉ? Con này là con Z2 Bright. Z2 Bright thì con này 900k nhá. Và con này là con A51 nhá. A51 này vừa mới về con này xong. Con này thì để cho các bạn là gì nhỉ? 850k nhá. 850k con A51 này. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhá. Đấy, các bạn mua về tặng cho các em nhỏ học sinh cấp 1 đi học mà làm máy phụ cũng được, hoặc là tặng cho ông bà bố mẹ người thân thích trải nghiệm máy cảm ứng này cũng được. Hoặc nhà các bạn mà vợ chồng mà hay cãi nhau ấy, các bạn có thể là mua sản phẩm này về. Một lúc mà tức lên các bạn có thể choảng máy thì nó còn không tiếc các bạn nhé. Đấy, con này 850k và con này là 900k. Đấy, giá lợn chết cho học sinh nhá. Đấy, giá cho học sinh này cực kỳ là rẻ đấy. Đấy, và con cuối cùng hôm nay nhà mình thanh lý các bạn với giá là gì nhỉ? Con này là con Oppo. Mình xem Oppo gì đấy ạ. Oppo A39 nhá, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB ạ. Oppo A39, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Đây. Hình thức máy còn cũng khá là ok, hình thức còn 85%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.300k nhá. Đấy, 1.300k. Đấy. Oppo A39, đấy, 1.300k. Thì cũng có nhiều bạn gọi cho mình thì có nên hỏi là có nên mua hàng online không, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online nhá. Thứ nhất là các bạn mua hàng online thì các bạn mua những sản phẩm mà nói chung là rẻ, được rẻ nhất thị trường. Đấy, các bạn đi mua hàng online là các bạn cực kỳ thông minh, các bạn có thể là nói chung là các bạn quá là thông minh luôn, các bạn quá am hiểu về công nghệ luôn. Các bạn có thể đi theo số của mình này, các bạn thấy giá điện thoại mình hợp lý, hoặc là các bạn thích sử dụng mình này, hoặc các bạn vào thể xem để biết giá cả của mình này, xong thì các bạn có thể là sang một kênh bên khác các bạn xem đấy, các bạn tham khảo hết kênh mình, các bạn có thể là sang thảo khác kênh khác. Các bạn cảm thấy máy móc bên mình ok thì các bạn nhấc máy lên thôi, nhấc máy lên liên hệ trực tiếp hai số mình để đặt hàng các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm để cũ này, thì các bạn mình sẽ báo giá tất các bạn rồi, thì các bạn thức sản phẩm nào bên mình các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp bên em nhé. Và tất cả sản phẩm bên em thì lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc nhá. Và xin chào và hẹn lại vào clip vào tối ngày mai nhá các bạn nhá.